Đưa cho con hỏi khi tiếp xúc với tu sĩ Phật giáo từ những truyền thống khác nhau hoặc ngoại đạo Mà con thấy những người này còn nhiều tà kiến, kiến thức giáo lý còn kém Hoặc năng lực tu còn kém, còn nhiều phiền não tham sân si Thì tâm con tự nhiên khởi lên sự xem thường hoặc bất kính đối với những vị ấy Tuy con không hoặc chưa biểu lộ ra lời nói hay hành động Đây có phải là tâm bất thiện không sư? Sư có thể chỉ dạy cách nào để khắc phục bất thiện là đương nhiên rồi bởi vì mình có cái sự coi thường người khác thì nó là cái ngã mạn ngã mạn thấy người khác tệ mình thiếu cái sự bất thiếu cái sự tôn kính tôn trọng đối với họ thì đó là bất thiện nha đó là bất thiện cái nền tảng nó là cái sự ngã mạn ngã mạn ở đây tức là mình có sự so sánh giữa mình với người ừ. so hơn so kém so bằng nha à, và bây giờ làm sao làm sao để mình khắc phục cái đó à, nhớ dụng chuyện ngay cả vị bồ tát chánh đẳng giác thì cũng có những kiếp kém tu nha mà bởi vì kém tu á à, cho nên là mới tạo những nghiệp bất thiện và thậm chí là phải chịu sa đọa nữa à, nhưng mà mình không thể nào à, dựa vào cái sự kém tu của ngài vào lúc đó và mình đánh giá toàn bộ cái dòng sanh tử cái chuyện mà đời ngài đã tu như thế nào cái đó là thiệt mình đấy nha còn nhớ mà khi sư kể uh, một cái uh, một cái vị uh, tỳ kheo thời Đức Phật quá khứ thấy uh, mạt pháp rồi chư tăng không có được tu hành như thời xưa thành ra một nhóm uh, năm vị uh, leo lên trên núi rồi đẩy ngã cái thang rồi tu ở đó một là chứng hay là chết nhưng mà cuối cùng thì không có chứng được cho nên chết một người tu tới mức như vậy đó nha cái lòng cầu đạo mà quyết tử nha, quyết tử cho chánh pháp quyết sinh đó. à. Tới mức như vậy đó, vậy mà trong một cái dòng luân hồi lại là một cái chuyện tày đình nha. À, là thuê một cô kỹ nữ, một cái nhóm tụ tập một nhóm thanh niên thuê cô kỹ nữ vào trong rừng chơi bời cho đã không trả tiền mà còn giết cổ chiếm đoạt tài sản. Tội nó bây giờ là nặng lắm á à, nha. Đấy rồi nhưng mà trong rồi thì sao trong kiếp cuối cùng nha thành một con người tà kiến một cây tà kiến một cây nhưng mà nhờ bạn lành cho nên gặp được đức thế tôn và cuối cùng chứng đắc đạo quả nhưng mà cái con cái cô gái mà hồi xưa mà bị giết bị giết cướp nha bây giờ nó thành con dạ xoa nó trả thù hút chết vì này À, thành ra là đừng có coi thường người khác vì biểu hiện của họ ngay trong cái kiếp này nha rồi sư sẵn sư chánh tâm nhắc nhẹ sư bồ tát à, xin lỗi ngài một kiền liên ấy nha rồi cũng ngài tu tới mức như vậy đó nhưng mà cũng có một kiếp à, ngài vì nghe lời vợ mà đẩy cha mẹ mình vào rừng để xử lý hai ông bà do nuôi mệt mỏi quá có gì thấy kinh khủng như vậy chưa cho nên à, đừng có coi thường người ta bởi vì trong dòng sanh tử luân hồi chưa biết ai ngon hơn ai. nha à, rồi theo cái cách nói của sư giác nguyên là thay vì đó nói tại sao mà trong chùa còn mấy ông sư hổ mang thì ít thì mình nên nghĩ lại là ít nhất mấy con hổ mang này nó cũng chịu làm sư nha à, rồi à, nói như hòa thượng bửu chánh là Quý vị đừng có nghĩ đây là cái thiền viện, đây là cái bệnh viện. Bởi vì nếu người ta không có bệnh thì người ta đâu có vào chùa. Ai cũng có phiền não người ta mới vào chùa người ta tu, cho nên mình nghĩ như vậy thì mình thông cảm. Ừ. Rồi nhắc cái nữa trước khi chuyện micro. <cười> <cười> Bất kính là nhân sanh dòng họ thấp kém nha, Rồi, coi cẩn thận cái đó. Nhắc tới nhớ cái câu chuyện của Đức Phật khi mà Ngài đi khất thực các Ngài Ananda ngày thấy con heo ngày mới mỉm cười Thì Ngài ngày Ananda mới hiểu ý Mới bạch Thế Tôn Nhân gì Tôn hí tiếu Thì Đức Phật Ngài chỉ con heo Ngài mới nói đây Con heo này là đời vị lai á Ở đời quá khứ á Là bạn của Như Lai Một ông á thì Ta thì ta nguyện hạnh ta, Tức là thực hành cái hành trí tuệ Còn con heo này là hành tinh tấn à, Bây giờ ta là Phật Cái vị đó thành con heo Tôi thấy cái dòng luân hồi nó khủng khiếp Nên xin thể nói nó nãy nó Không biết ai là ai đâu Mình hơn người ta cho dù hơn thiệt luôn nha nhiều hơn các cái Nhưng đó là hơn của cái đời này đó. Người ta thua mình đời này nhưng mà ta không chê ai nha Còn mình hơn người ta đời này mình đi chê đây chừng nữa miệng thuốc quắc <laughs> Nên đó Mình thấy không Người ta thua mình đời này Nhưng mà đợi, đời này người ta chưa có chê ai còn mình hơn người ta mà nó mình hơn người ta nhưng mình đi chê mình thua người ta cái vụ chê khen rồi đó không khen khen chỉ khen thôi đừng có chê tại vì rõ ràng là mình nói là mình hơn ổng là kiến thức rồi mình hơn abc nhưng mình lại thua một cái là mình chê rõ ràng cái người giỏi thường ít chê lắm mà đi đâu chê ai được <laughs> còn cái người giỏi á thường thường chê dữ lắm mà càng giỏi càng chê người khác mà mình chê là mình thua người ta rồi tại vì cái người mình chê họ chưa chê ai trong khi mình là giỏi nhưng mà mình đi chê người khác thì quý vị coi lại cái kinh pháp môn căn bổn xem Đức Phật cái đoạn đầu đó khi mà người ta khen Như Lai like và người ta chê Như Lai like, Đức Phật này nói như sao. Còn cái chuyện mà chỉ còn cái phương pháp á thì nó có nhiều lắm. Ví dụ như tránh đoạn trừ nè. Cái ông mà mình thấy nó dở mình nóng ưa mình cứ có hai cái miệng hay muốn nói gì ổng á thì mình làm ơn Facebook Zalo gì mình né ông hết mình chặn hết đi. Thì mình đừng có tiếp xúc ai nhắc đó mình bỏ đi nhưng mình ghét cái ông tên là Nguyễn Văn A đó cái gì đó mà học mà dở mà tới giới lệnh không có mà tu hành gì đâu mà tối ngày đi kiếm tiền không à đại khái vậy đó thì mình hãy ai nha mà ngồi ngồi bàn trà uống trà với bạn bè mà ai nhắc ông sư đó mình bỏ về luôn mình đừng có nghe về ông đó nữa thì mình, tự nhiên mình nó bớt cái suy nghĩ đi và nó bớt cái từ từ mình không còn tức là mình mình vứt cái ông sư đó ra khỏi đầu mình đi cho nên có cái câu chuyện rằng á là hai, hai cái vị cái vị tác giả nổi tiếng đó, cái vị tác giả nổi tiếng vị nhà thơ đó thì người ta mới hỏi, có cái ông đó ông cứ chữ cái vị cái vị tác giả đó hoài bắt bẻ này nọ thì ông này ông nhịn hoài thì cái người khác người ta thấy vậy người ta mới hỏi tại sao mà ông này chữ à, ông dữ vậy mà ông không nói gì hết ông này ông mới nói là thì ổng chữ tôi cho nên cái cuộc đời tôi á cái cuộc đời của ông này không thiếu tôi được còn tôi tôi không để ý tới ổng cho nên cuộc đời tôi thiếu ổng được thì mình phải làm sao cho những cái người nào mà mình không ưa mình không thích hoặc là như trong câu hỏi này là cái vị đó mình không vừa lòng về à, các mặt pháp học pháp hành hay là giáo lực thì mình làm sao cái vị này ra khỏi cuộc đời mình chứ đừng nói sống không thiếu ổng tại mình sống không thiếu ổng cho nên cái ông này luôn luôn nằm trong suy nghĩ của mình là tại sao ông phải như vậy tại sao ông phải như kia là chính mình là cái người thiệt thòi bởi vì mình lối ngày mình cứ ôm cái ông này vô ngực mình ôm nó mình ôm như con như cháu mình đầu đưa với dầu trong khi mình không lo ngồi quán niệm thở không có lo hành thiền không có lo tu tập không có lo học hành Rồi cư sĩ thì không có lo đi kiếm đi, đi làm việc mà cứ ôm cái những cái sai lầm của những cái vị sư ra mà nói bàn nhau mà. mà đặc biệt quý vị thấy khủng khiếp là gì hai người mà cùng ghét một người mà nói chuyện với nhau về một người đó ghét đó là khủng khiếp trên đời tôi từng chứng kiến ngồi đến thinh không dám còn cái thứ hai là quý vị biết á người ta hỏi tôi rằng sư ơi với cái người mà mình ghét mình làm sao mà làm gì tôi nói trước tiên đừng ghét lại họ ờ à, với cái người mình ghét cái người ghét mình chứ quên là làm sao đừng có ghét lại họ cái đã. Thì ở đây á, bớt cái người mà mình ghét là làm sao? Bớt ghét. Bớt ghét bằng cách nào? Tìm cái điểm tốt của nó, của họ để 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 nó để 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 cãi ra. Đừng con người cái cách cái, cái mà không tốt á, à, trước mắt á, ví dụ như ông này ông dễ vui quá mình nhìn thấy ở vô chùa mỗi lần vô chùa là thấy ông ngồi ông cầm điện thoại không ông nghe nhạc ông chơi game không ông thấy ông tu thì cái trước mắt mình đã thấy rồi thì làm ơn đừng có ngồi suy nghĩ cài ra những cái tưởng tượng không đốt về vị đó nữa ông chơi game chắc ông chơi gái luôn quá không được đừng có suy nghĩ cái tức là ở đây những cái mình đã thấy trước mắt thì mình đừng có lồi ra đừng có cố mình cài ra những cái không tốt về vị đó mà mình chưa từng thấy hoặc chưa từng nghe mà mình ngồi mình suy nghĩ thì mình hãy nên cài những cái tốt của vị đó thí dụ như mình nãy trên tể nói cái câu gần chưa nghe sư giáo nguyên nói mà hay là hổ mang mà nó còn biết tu tức là mình cãi ờ à, ít ra ông này ông tu ông cũng không có làm ngoài nếu mà ông ngoài ông khổ cha mẹ ông khổ đời người khác nữa ông khổ vợ khổ con ông tu dù sao ông cũng giữ được miếng giới này hay miếng giới nọ tức là mình tìm cách mình lại cái cái tốt của ông nội ông đó ra mình đừng có ngồi mình kém cái xấu trước mắt rồi mình còn đi kéo cái xấu mà không chưa không có ra nữa mình ngồi mình suy nghĩ thêm á làm chết cho nên là tránh đoạn trừ cái thứ hai là dùng trí tệ để đoạn trừ là mình học về ân đức tăng để mình cảm niệm mình hiểu được rõ sâu sắc về cái ân đức tăng nó như thế nào để khi đó mình cho dù cái vị sư không có giới đức không có pháp học không có pháp hành mình vẫn có thể tôn kính vị đó được rồi thí dụ mình thấy đi cái vị lớn hạ cao tăng mà không được những cái đó mình phải tập cung kính vị đó trước cung cánh cái hà lạp mình không cung kính cái vị có hà lạp rồi sao mình cung kính ông sư mới tu mà mà phá giới khi mà ở đây á mình phải hiểu về tăng là như thế nào và ân đức tăng nó lớn lao cỡ nào để khi đó mình có thể cái đó nó sẽ đẩy cái tâm tư về nghĩ gần một sư tu hành cái gì kỳ vậy ra ngoài tại vì cái nước tăng nó cao cả mà khi mình hiểu ít về nước tăng quá mình tới ông sư bình thường rồi là gần chùa gọi buộc bằng anh thấy phục hiền lành gọi buộc bằng em luôn bây giờ nên tôi chúng tôi có thể đánh lễ được cái vị là cao tăng nhưng mà nhất là không vừa lấy ý không giữ mình cái vị mà mình vừa ý ví dụ như bây giờ mình 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 nể vị hòa thượng đó từ giới đức pháp học pháp hành mình vô mình đánh lễ đùng 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 ngày mình đánh lễ tám lần là chuyện thường nhưng ở đây mình đánh lễ cái vị trước tiên lớn hạ mà dở mình vẫn có thể lại được vị đó với cái sự thêm trọng ân đức tăng xin lỗi quý vị, vị chứ bây giờ mình nghĩ mình loại bộ y cũng tốt hơn là mình khinh thường vị đó nữa. thôi tôi lại bộ y ông đó đi lại bộ y lại tăng thôi chứ mình 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 không môi được cái điểm tốt nào của vị đó để mình đánh lễ được hay là mình tôn kính vị đó được thì thì làm sao mình có thể uh, rồi mình cứ lòi ra những cái điểm không tốt để mình nói là mình ngồi đang, đang phỉ bán tăng mình đang nói bị tăng đó chứ phải nó sao môn dễ vui còn hơn ngoài đạo tinh tấn thôi à, tôi nghĩ ở đây với tôi này mà bắt tôi nói là tôi nói một cái hết giờ luôn á <laughs> à, trước khi kết thúc thì uh, sư tặng quý vị một câu mà sư đọc ở trong cái chuyện phím thầy tu á uh, sư giác nguyên sẽ thấy rất là hay đó là một cái ông sư á uh, mà giới hạnh ngon lành mà không có gì để dạy hết dốt nát thì nhìn thôi nhìn thôi chứ đừng có nghe còn một cái ông á mà giới hạnh thì nó lem luốc nghe không ra cái gì nhưng mà có cái để dạy mình thì nghe thôi đừng có nhìn còn một ông á ông nào á mà giới hạnh không ngon lành mà cũng dốt luôn không có gì để dạy mình hết thì thôi mất thời gian chi với mấy người đó Night. No.